Mọi người đang chứng kiến một bản hòa tấu màu sắc. Một cái vợt được giới thiệu là mang thiết kế của tương lai, Leaning X-Force Junior. X-Force Junior nổi trội là mẫu vợt cầu lông giá rẻ, chất lượng dành cho người chơi đang tìm kiếm một cây vợt nặng đầu, hướng đến lối chơi thiên công mạnh mẽ với những quả smart cầu cháy sân. Sở hữu hai phiên bản màu trắng và đen, với những chi tiết được thiết kế bằng gam màu sặc sỡ, trẻ trung, đem đến một ngoại hình thu hút, bắt mắt, đậm chất thể thao, cá tính và năng động. Vợt có trọng lượng 5U, rất phù hợp với những lông thủ có lực cổ tay chưa được khỏe. Điểm cân bằng 306, một cây vợt nặng đầu, kết hợp với thân vợt dẻo hỗ trợ người chơi có được những pha ra vợt mạnh mẽ, nhất là với những quả smart cầu đến cuối sân. Mức căng dây tối đa của cây vợt này là 25 lbs, khoảng 11,3 kg. X-Force Junior thuộc phân khúc tầm thấp nhưng vẫn được Leaning trang bị những công nghệ tiên tiến, có thể kể tới như UHB Sharp, tăng khả năng tấn công, hỗ trợ lực cho những pha smart của lông thủ. Khung vợt được trang bị hai carbon giúp giảm trọng lượng vợt, đảm bảo độ bền bỉ và cứng cáp hơn so với carbon thông thường. Sonic Boom System cho cảm giác đánh uy lực, tốc độ cùng với âm thanh to, sắc nét và đã tai hơn. TB Nano, công nghệ tăng lực cho những cú đập cầu và cải thiện sự linh hoạt cũng như độ bền của vợt. Với thông số cùng những công nghệ nổi bật như vậy, X-Force Junior phù hợp với đối tượng là người mới chơi, học sinh, sinh viên, trình độ trung bình trở lên, có lối chơi tấn công mạnh mẽ, ưa thích tạo nên những cú smart uy lực nhưng vẫn linh hoạt trong phòng thủ và phản tạt. Cây vợt đã có trong phần giỏ hàng, mọi người bấm vào để tham khảo nhé.